này. Rồi bây giờ dây đề xong rồi đúng không? Dây đề là chỉ có một thằng AB có đây nha. Đó là vàng xanh lá. Câu chưa? Câu xong chưa? Rồi. Rồi tiếp theo đề xong rồi này. Bây giờ đến dây nguồn mở khóa này. Nguồn mở khóa thì đây chính là cái đèn mo. Anh em làm được đèn mo thì cái này là y chang. Có nghĩa là như nào? Mát là mát sườn, lửa là lửa sau khóa. Ok chưa? Rồi cái này thì bây giờ chúng ta mới dùng đến hàn này, là chúng ta lấy ấy này. Chúng ta lấy điện từ cái công tắc nguồn mở khóa này nha. Đây này. Cái dây công tắc đúng khóa này là có hai dây đúng không? Một dây là từ bình đi vào và một dây là từ công tắc đi ra. Thì cái dây công tắc đi ra này sẽ nối sang bóng đèn này và đồng thời là nối sang nguồn sau khóa của SCU. Ok chưa? Nhớ mới lạ. Đây. Cái này đơn giản mà. Này, lấy một cộng dây dương từ bình này, hàn vào công tắc núm khóa này, này công tắc núm khóa này. Ồ, đi xuống mau. Người đâu mà người. Rửa nào? Này hai dây trắng và hai cọc trắng cộng lại cũng được. Chi đâu nhỉ? Tâm ơi. Rồi, được chưa? Ai nối dây? Đây là kiểm tra thẳng thành công một thứ. Rồi, cái dây đúng quá ok rồi nhá. Là tức là nguồn từ bình vào là hàn xong rồi này. Bây giờ hàn một cộng dây từ cái công tắc khóa này, từ công tắc núm khóa này đi sang cái bóng đèn nguồn, đây đèn nguồn thôi, đây đèn nguồn này, đây đó đèn nguồn này, và đèn nguồn này thì kèm theo cái cộng dây đến ba con chân đấy, đến ba chân của thằng IC là phải kèm thêm một cộng dây đó. Đây thì đây làm như này này đó, hiểu không? Là mục đích là mình câu vào IC 3 giây khi mở khóa nên IC có điện đấy. Cái chân trắng nhớ nha, còn dây đen của bóng đèn là cho nó mát sườn. Ơi. Ừ, hai chân trắng bỏ chân vàng. Đúng rồi. Này, còn cái bóng đèn chốt từ này là có hai bóng đúng không? Thì chúng ta lấy một bóng thôi, là dây mát cũng cho vào sườn luôn. Sao công tắc của anh có ba chân? Ừ, không sao cả, có công tắc ba chân, công tắc ở đây chứ. Chỉ đây. Nhớ nha, cái bóng đèn chốt từ á, lấy một cộng thôi cho ra mát. Mát chung á. Ai cho tôi mượn băng keo đi, anh Danh. Hai sợi chốt từ chỉ lấy một bóng đèn của một chốt từ. Một bóng rồi. Là dây mát cho ra sườn. Ừ. Cái dây mát lấy mát chung luôn cùng với cái dây mát của nguồn sau khóa, à cái nguồn của bóng đèn nguồn sau khóa được. Đi được. Rồi giờ đến bóng mang về đây. Ủa thầy đang câu cái tín hiệu chốt từ. Cái bóng tức là bóng đèn chốt từ có hai bóng. À. Lấy một bóng thôi là dây mát câu chung luôn vào cái nguồn của cái bóng đèn nguồn này. Mát. Ừ, là cho ra sườn hết. Mát, hiểu không? Mát sườn đúng không? Ừ. Trật tự, con đi lên nhanh. Rồi, dương nó. Có nghĩa là hai dây mét này sẽ vào mét sườn. Hai em hàn trước hả?
tín hiệu chốt từ là mắt mắt sườn luôn đúng không thầy? Đúng rồi, mắt mắt của mở khóa với lại tín hiệu chốt từ đi chung với nhau. Đi chung với nhau cho ra sườn. Cho ra mắt sườn. Hiểu ý chưa? Này nhắc lại một lần nữa này, chúng ta đang làm cái bóng đèn nguồn mở khóa thì cái bóng đèn nguồn mở khóa nó có hai cộng. Thì cộng mát cho ra sườn, còn cộng nguồn sau á, cái nguồn sau là cho vào cái công tắc khi mình bật là bóng đèn sáng đấy. Hiểu ý không? Cái mỏ hàn nó chấm đất hay sao mà khét đẹp kìa. Vậy mặc quần áo cho con vào cho nó đi ngủ đi này. Trên này nó bẩn lắm có biết không? Rồi có nghĩa nhớ nghe, cái chốt từ các bạn lấy bóng đèn bất kỳ thôi. Bóng đèn chốt từ là lấy một bóng đèn bất kỳ thôi để mình câu vào cổ da mà. Đó, ví dụ như cái này nha, thì cái dây này tí nữa em sẽ chờ vào là dây từ của IC đi ra, của IC Yamaha đi đấy nha. Còn hai cái này là của IC Honda, đó là cái này riêng biệt không chung được. Đưa tài liệu về sửa. Tức là làm từng cái đi, chuyển đi, làm từng cái đi. Đây, mỏ hàn đây. Ở bên nó còn mỏ hàn mà. Đó. Ném con chi cho sư phụ coi. Ném đi. Đây rồi nè. Đi xuống dưới nhà đi đâu? Rồi, cái nguồn sau công tắc mở khóa kèm vào bóng đèn, được chưa? Sau đó, một nhánh đi xuống con IC nha. Rồi, lựa chân IC này. Lựa chân IC này, bắt đầu này. Của SH lấy chân số 7. Của Yamaha lấy chân số 9. Của AB lấy chân số 3. Đen trắng đấy, tức là dây hai dây đen trắng. Hai dây đen trắng với dây nâu. Nâu là của da, hai dây đen trắng là của IC đưa ra. Nâu là chân số 9 á, của da. Honda là có hai ấy, Honda SH là 7, còn thằng AB là số 3. Là đen hoặc trắng á. Này câu chung còn lại này. Da là số mấy này? Cái chi? Da là dây nâu là chân số 9 á. Nguồn sau khóa chính xác. Đi vào cái dây sau. Đi vào sau đúng rồi, đi vào cái sau đúng quá. Có kèm bóng đèn em thầy. Hả? Bóng đèn mình làm xong rồi mà. Bóng đèn làm nãy giờ chứ. Bóng đèn là gì? Chốt từ hay là? Chốt từ chưa làm, bây giờ đang làm nguồn đấy mà. Đang làm nguồn mở khóa trước mà. Làm thế này không nhớ được. Mình về mình phải tự nghiên cứu thì nhớ. Để mai đi nữa. Mai làm chuyện nữa. Vợ nó cũng mới làm chuyện biết thế này. Ông đi với cố người ta đi đúng nơi đi, đi đúng nơi đi, ông chỗ đi, vợ lấy yêu la. Đàn ông mất uy tín thì vợ. Xong chưa? Chapter này xong chưa? Xong cái nguồn sau khóa chưa? Xong chưa? 2 giây rồi, được 2 giây rồi. 2 giây gì? Đèn trắng, đèn nâu.
Nhưng mà của rắc của thằng nào? Anh lấy rắc của thằng nào? AB là chân số 3 đó. AB là chân 3. Chứ còn lấy cái này, này. Quên. Công chí. Bây giờ cái gì dương? Ơi. Cái gì dương? Cái từ này bây giờ tôi thắng. Chưa, từ từ. Còn nếu mà làm thì làm luôn này, chân số 8 của Gia. Đá bóng đèn chốt từ nhá. Bóng đèn chốt từ của Yamaha mà. Chân số 8 của ta 2468 là dây đỏ đấy, toàn đỏ trắng. À, trắng, trắng đỏ đỏ trắng. Đỏ trắng đỏ trắng. Rồi dây dương bóng đèn. Nó chỉ có một dây một thôi. Năm nay có 10 anh em sản xuất cái này thì 10 à gì thì một năm sau là 10 anh em mình còn ở đây ông ta. Xong chưa? À. Tức là bây giờ cái dây sau khóa anh làm chưa? Anh làm chưa? Rồi được rồi. Bây giờ có cái dây bóng đèn chốt từ vừa xong đâu, cái dây mà vừa câu ra mát á. Bóng đèn chốt từ á. Dây dương bóng đèn chốt từ. Ừ. Cái dây mình vừa làm đây này giống tôi vừa làm này. Đó, là dây âm cho ra mát rồi, còn giờ còn dây dương này, đó là câu vào một dây số 8 thôi, là của da là trắng đỏ này. Đỏ trắng này này. Đỏ trắng. Ừ, nó câu vô. Của da thôi nha. Quấn ít thì mà về người ta mua về người ta mày mò người ta mở ra nhìn thấy hơi đồng người ta là quấn lại. Kế luôn đi thầy. Kết lấy cả 100 người xem rồi còn có 37 người xem chứng tỏ là mấy ông sợ đau đầu. Thôi cảm ơn. 39 anh em đang kiên trì xem nhá. Vậy là 39 anh em thành công rồi đấy. Ở đây 10 thằng nữa là 49 anh em rồi. Rồi xong chưa này, cái dây chốt từ làm chưa? Rồi. Làm chưa? Là dây chốt từ của da đó, là chơi dây đỏ sọc trắng đó, là câu vào dây bóng đèn chốt từ một bóng thôi, còn mát cho nó sườn, ok chưa? Còn bên kia làm đến đâu rồi? Hỗ trợ ông chú đi. Ba dây nào nữa? Nhanh nhanh lên, 9:30 rồi đó, chứ 10 giờ không xong đâu. Tí là tiếc, thằng nào thành công là thắng được cứu. Nhanh nhanh lên, lát dắt đi ăn phở lại lên. Chờ rồi thôi anh Tâm. Thầy lấy những cái thầy gọi ăn lớn. Như xong thì tí nữa dặn lại cho. Đây coi cho làm đi. Rồi bây giờ đến đâu rồi, được chưa? Không được à? Dây gọn cho thầy. Hỗ trợ đi. Chán đấy nhỉ. Tâm xong chưa, danh xong chưa? Rồi. Cường không chưa, mén không được không? Bé xong rồi chưa? Vậy là xong hết rồi, còn mình ông ta thôi. Hỗ trợ anh đi. Rồi. Tiếp nè. Tiếp theo nha. Chân 32 SH đúng rồi. Là dây nâu. Dây nâu. Rồi à, của AB là chân số 9. Đen. Đen. AB là chân 9. Rồi. Câu chung hai dây này lại với nhau. Đưa đến một bóng đèn chốt từ. Còn lại là dây dương, à dây mát. SH là chân 32 à? SH là 32 nè. 32 nè, dây nâu với chân số 9 của Kia của thằng Honda là một a của thằng AB màu đen. Rồi chốt từ chúng ta còn một bóng đèn chốt từ nè, đúng chưa? Còn một bóng đèn chốt từ là hai dây thì đây, bây giờ cái dây 32 và chân số 9 nó câu vào dây đen, tức là gì? Tức là mát, chốt từ kích mát, đúng rồi.
lẽ ra là mình hẹp mà keo lắm, mình keo lắm. Chốt từ kích mát thì là... Đúng rồi, chốt từ kích mát là chân số 9 và chân 32. Thì là Dương, Dương câu vô bình đó hả? Tào lao nữa. Dương Dương à, vậy đúng. Xong, xong từng dây đi tính. Nhớ nghe, dây mát. Rồi, xong chưa? Rồi, bây giờ chân 29 và chân số 1. Dây mát. Chân 29. Chân 29 và chân số 1 của chốt từ. Của cái SCU này. SCU của SH là chân 29 này. Dây nâu luôn. Rồi, chân số 1 của AB luôn. Màu đen luôn. Màu nâu luôn. Đen. 29 là nâu, còn số 1 là đen. Số 1 của thằng AB à? 1 là của AB, đúng rồi. Đó. Câu vào dây dương còn lại của đen chốt từ. AB số 1 là đen à? Ừ. Câu gì mấy rồi? Câu dây dương là... Dây nâu còn lại. Hai bóng đèn. Hai bóng đèn cũng đầu cho câu hết rồi. Dây dương của chốt từ luôn rồi này. Đúng rồi, đúng rồi. Dây dương của bóng đèn chốt từ. Đang lỏng đâu mà. Dây ngắn quá. Tại vì thầy không biết tối nay anh em Đông này, biết này Đông này thầy mua chục cuộn bánh kẹo. Gì à? Nhắc lại lần nữa này, cho tự này, nhắc lại lần nữa này. Chân số 9 ví chân 32. Số 9 là của AB, 32 là của SH, câu chung vào dây mát của đèn chốt từ. Còn chân số 29 với lại chân số 1. 29 là của SH, còn số 1 là của AB, câu chung vào dây dương của đèn chốt từ. Mục đích là để kích vào cái đèn chốt từ âm dương. Số 1 này có AB này. Uống cà phê. Làm mấy bộ gì hả? Tập trung làm. Mới được 20 bộ. Mới được 20 bộ hả? Ừ. Mà gửi ra bác ra ấy hết rồi, anh em lấy hết rồi. Chào bác Tiến Dũng nha. Chào bác Tiến Dũng đẹp trai. Chào các chiến binh Phạm Thắng. Ủa em bơm nước chưa? Nước đá. Chào sửa xe nghi. Có Sài Gòn trên đầu. Xong chưa, xong chưa, xong chưa, xong chưa để tiếc này. Xong hai chân nữa rồi đúng không? Rồi bây giờ đến công tắc đánh lửa, à đến công tắc nối mát này. Lấy một cọng dây mát sườn, câu vào cái công tắc màu xanh là công tắc đánh thức này. Mát sườn, đúng rồi. Đúng rồi. Chưa. Giờ ai trả 200 bán luôn. Giờ thầy kỷ niệm đi lấy luôn. Đợi đi em. Hãy đợi đó. Đợi đến mùa xuân sang năm. Nghĩ rằng rẻ nó khổ mà cứ dạ lấy tiền để chết thật. Buồn lẫn cho có ai nghe thấy nói tiền lấy tiền không? Dạ lấy tiền luôn rẻ. Cái này thấy lúc nay mới còn sống đây nữa. Công tắc của tôi thấy lúc nay các bạn không? Đúng chưa? Như nào? Thấy không ổn nó. Mát vô... Trời ơi. Nó giật cho méo mổ mọi người. Ừ. Nó ngủ.
Chào anh Đăng Khoa Bùi Văn. Nhớ chưa? Nhớ nghe. Cái dây, cái công tắc màu xanh á, là một dây vào mắt sườn, một dây làm chừa ra để chuẩn bị nối xuống SCU. Chỉ làm thêm một dây để chừa ra luôn hả? Đúng rồi, phải chừa ra để xuống với con IC chứ. Rất mạnh á. Được chưa nào? Chưa thầy ơi. Thầy chưa sợ. Thầy làm nhanh mà đợi thử cái nào mà chậm. Nhanh cái lỗi gì? Chứ tập trung chứ. Rồi của AB lấy chân số 7. À số 6, xin lỗi số 6. Của AB là chân số 6, xanh lợt. Của Yamaha lấy chân 11, đen vàng. Mười một được chưa? Của Yamaha 11. Rồi của thằng SH là 26, màu đỏ. SH là màu đỏ nè. Đó. Thằng Yamaha là đen vàng nè. Đó. Thằng AB là xanh lợt nè. Đó. Được chưa? Rồi câu vào trụm lại, sau đó đưa ra công tắc đánh thức, công tắc nối mát, công tắc chúng ta vừa làm á. SH là màu đỏ. Được chưa? AB là xanh lợt, xanh xi nhan á. Da là đen vàng. Da là đen vàng. Rồi đưa ba đi rồi đến công tắc. Nhấp nhả. Đi đến cái dây vừa hàn chờ. Được chưa nào? Số 7 đúng không? Cái số. Số 11, 11. Yamaha là 11. Lộn dây câu lại. Câu lộn câu lại câu lộn. Cái gì nữa của thằng nào? Anh Tâm ơi, đưa thầy băng keo. Mà màu đời đói và đầu đời đói và còn đau đầu như này. Thầy ăn cơm nhưng mà thầy cầm nối nè. Trời. Mình nhỏ mà cày cơm rất nhiều. Để ông thầy một buổi tối công suất. Em viên Tâm mình chưa được miếng nào mà đây chưa là đói. Ô cái dây đang tắt nè, đi chờ nè, đi chờ anh lại đâu. Cố lên, chúng ta chỉ còn hai công tắc nữa thôi là chúng ta được nghỉ rồi. Em thấy chân công tắc nó mùng này. Số 11, cái chân số 6, chân số 26. Em hàn nhiều quá đó. Đúng thầy. Ơi. Chân số 11, chân số 6, chân số 26 đúng không? Cái gì? Ba dây nào? SH là lấy dây màu đỏ. SH là lấy dây màu đỏ, chân 25, à 26. Rồi, còn AB là lấy chân số 6 là dây xanh lợt. Còn AB Yamaha là lấy chân 11 đen vàng. Câu chung một cái công tắc nhấm nhả. Đây.
Hàn vừa thôi, không lại lung lay chân. Cái tiếp là cái gì thầy? Cái mỏ hàn nó mạnh ấy. Các bạn nhấp nhả thôi chứ không là nói đấy. Không là nó cháy không tắt không. Được chưa nàng ơi, được chưa? Lém băng keo đây anh mén. Được chưa để sang dây mới này. Rồi, cái chân số 5 của thằng AB câu chung luôn vào nguồn sau khóa. Vàng sọc xanh. Vàng sọc xanh, xanh vàng. Xanh sọc vàng. Sau khóa. Câu chung vào nguồn sau khóa của AB nha. À, mình trích dây có lý do tôi Bình ạ. Em cuốn vừa rồi. Sau khóa là cái công tắc nguồn nên là phải cắt rồi. Có đâu. Không, em trích ra, trích ra thêm. Trích ra thêm đây. Vâng. Là cái đây nguồn công tắc màu xanh đó. Đấy. Không? Không, công tắc màu xanh ấy. Công tắc màu xanh là công tắc màu đỏ. Cái nguồn sao khóa là cái dây đỏ ấy. Là dây nguồn đi ra á, chứ không phải dây nguồn vào đâu. Nguồn vào mới là nguồn trước khóa, còn nguồn ra ấy. Cái dây là nguồn này. Cái này dây vào. Câu chung ở chân số 3 của AB cũng được. Câu chung ở chân số 3 của AB cũng được. Đúng rồi, là dây xanh vàng ấy. Xanh sọc vàng. Câu chung ở chân số 3 cũng được. Số 3. Ok, Võ Đức Tình. Ok, ok. Đen trắng à? Này. Đen hả? Số 3 và đen trắng không? Cái gì? Đúng rồi. Số 3 và đen trắng được. Cô đỏ chóng mặt này, uống cà phê say thôi. Uống cà phê. Dạ, uống cà phê. Hả? Vứt bệnh sao kỳ? Sao? Ngày mà hoài không sao, đêm hỏi xuống là hết. Đau lưng. Không nhắc đau lưng gì? Dấu hiệu. Thầy mấy bạn không phải mấy cái bệnh đau lưng này là do là không đi gái nên mới đau lưng đấy. Đẹp lại không? Hay sao quá. Đầu thầy chọn đầu giờ tí nữa này. Làm có thấy rồng ra như vậy. Đã có một cả. Không có. Em có một hai. Dạ. Nói chung là thầy nhìn thấy cũng sửa được rồi đó. Chỉ có AB với câu còn cho khóa thôi. Chỉ có AB thôi là có dây xanh vàng xanh lá là câu vào sau khóa luôn. Tác dụng để khi mình bấm đề mình kiểm tra đề. Văn Học ơi chưa gửi cho em, sáng mai gửi. Xong rồi đến lượt gì nữa đấy. Hết đến lượt đầu mới khó rồi. Ủa nhỉ. Ai có băng keo dư đưa mượn không? Đây. Của bác sao rồi? Vậy là bỏ cuộc à? Chứ. Nhưng mà làm theo chưa? Rồi. Làm theo mà sao còn nhiều dư nhiều dây thế? Bên này sắp hết dây rồi sao bên anh còn dư nhiều dây thế? Cái gì rồi. Vậy là anh bỏ cuộc rồi, anh chạy không theo lại anh em nó rồi. Mình đi từng bước một. Tiền điên này là hứa lên đây nó không lên này. Có sao khóa có AB dây vàng xanh thịt dễ. Bây giờ thì các bạn đã biết làm gì để nhiều tiền chưa? Phải thức đêm.
tiền kiếm bỏ ngoài luôn. Thầy nói, thầy nói câu là phải đi đàn ông thì bảo là phải đi cày, không biết là cày cái gì, chắc cày vợ hay cày cái gì. Rồi bây giờ này, tiếp tục này. Lấy cái dây dương trực tiếp bình hàn vào cái còi. Cái còi là có cái chữ, cái còi là có dấu cộng nha. Dương bình chỉ còn đúng cộng thôi chứ. Thì các em còn nhiêu con? Anh còn 2 cộng. Em còn con cộng. Cái còi là có ấy nha, cái còi là có chân ngắn chân dài nha, chân dài là dương nha mọi người. Thì sao mình dư tới 3 cộng dư dư là tốt rồi đó. Đây còn 2 cộng. Còn hèn quá chưa ai dùng mỏ hàn. Ui giời ơi sướng quá. Lém chỉ cho mình cái bà con ơi. Ai hàn đâu? Dây dương trực tiếp ạ, à, không phải dây dương của khóa đâu. Dương từ bình. Dương từ bình nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Hàn vào cái còi. Được chưa? Từ làm dư cho dây mát. Được chưa? Còn mát kèn à? Mát kèn thì câu riêng một dây ra ngoài để tí nữa câu vào trong dây kèn của AB và của da của Honda. Được không tao? Được chưa? Không được rồi, cái tiền không bom gì nha. Không được đi về. Nè. Đói hả? Hả? Tạm nói chịu chưa? Đói chưa? Ngoan đi lát chở đi ăn phở. Mà không xong rồi đừng có đòi ăn nha. Xong rồi đừng đi ăn. Mà phải test thử rồi mới chuẩn rồi mới được ăn đó nha. Còn muốn chuẩn rồi chưa được ăn đó nha. Qua ta. Qua thầy lại lại. Chết rồi, lỡ ném cái cục gạch xuống xe tao rồi. Xe có bảo hiểm mà. Xe mà dưới à? Mà em quên đi lại cầm nguyên cả cái tẩm thuốc vứt lên một chuyện. Nói thật anh em đam mê cỡ nào không biết chứ nhưng mà anh em Bình Dương đam mê dữ lắm nha. Đó. Nói chung là ai cũng lạ rồi, ai cũng phê rồi. Thằng thầy mà đam mê đấy chị. Ngu cũng giỏi. Thành công, trên con đường thành công là không có dấu chân của kẻ lười biếng. Đó. Đây đây đây, dốt bên đây, dốt ở thầy gặp thầy. Hả? Đây anh tán mà. Được chưa? Rồi, của Yamaha lấy chân số 4 là dây mát kèn. Của thằng SH là lấy chân xanh lá. Rồi hết, hai dây kèn đó. Da số 4, đỏ đen. Đúng rồi. 31 chứ. SH là chân 31. An lắc là nó dây rời bên ngoài nên là không cần kiểm tra lắc. Của thằng da là tí nữa xem test xem là độ tài của anh em là xem là da là số mấy đây này? Số 4. Đỏ đen. Của da như anh em làm là hết rồi, xong rồi. Rồi, chúng ta hết rồi. Còn thằng là SH. SH là chân xanh lá cây á. Cứ lấy xanh lá cây được rồi. Nó này rồi. Câu một kèn. Thằng AB không có à? AB không sử dụng kèn, AB nó phải rắc riêng. Con keo đâu ta? Cái kèn này nó có để bên âm bên trừ đúng không ạ? Đúng, chính xác. Cộng trừ đấy, cộng trừ là dây cái kèn nó có chân âm à chân cao chân thấp đây. Không còn, còn bên cộng bên trừ thôi. Đúng. Ừ, thì cứ làm sao làm. Cái cũng có chứ để bây giờ là phải làm được cộng thì là trừ là cộng đi. Xong chưa bà con? Rồi bây giờ là mô hình của tôi là còn 2 công tắc thôi. Anh em còn 2 công tắc không? Rồi 2 công tắc này thì cái công tắc thêm chìa thì chúng ta làm một cộng dương trực tiếp bình. Còn cái công tắc mà mở khẩn cấp ID thì thêm dây âm. ID
thêm chè thì dương. Ăn phở ăn cháo gà đắt lắm. Thêm chè. Dây thêm chè á. Dây thêm chè này là dương. Vì sao anh nhớ em thế này? Cắn là đúng rồi. Công tắc thêm chè là lối dây âm và dây dương nhá. Có làm dây chờ chứ không này? Có. Làm dây chờ đi chắc ăn. Chị đâu cơ? Chân em ạ. Ôi. Bố nó đi. Không biết là nhắc. Không biết là nhắc hay nó kêu từ từ về. Chắc từ từ rồi, đang tích hấp bên này mà tích khanh. Cũng được. Chứ mọi người cũng nghe cả băng. Thật sự là mình cái dễ tính. Mình không xài, cái chồng khác không xài. Được thế, được thế còn gì bạn. Có kia là hàn dây âm giống. Lần nào cũng được. Á đục mình lộn đây. Thầy có chưa hàn. Anh lộn tên nào đây, anh lộn em lộn đấy nhá. Cái công tắc đấy à, cái công tắc thêm chì á là nó chờ nguồn dương, còn công tắc khẩn cấp là chờ nguồn âm, mà anh lại làm ngược lại. Đừng vội vàng em ơi, khi mình còn dối nhiêu. Thêm chè là... Thêm chè là dương. Nguồn dương. Khẩn cấp là... Khẩn cấp là nguồn âm. Đúng rồi. Ấy, sao còn 2 chân mà dư tới 3 giây. Được chưa? ID là lấy âm hả thầy? Đúng rồi, ID là lấy âm. Lấy âm đưa ra vào đưa vào IC. Lấy âm vào công tắc vào IC. Hồ ơi, má ơi đừng gả con xa. Chim kêu vườn hú biết nhà ma đâu. Chào Quốc Huy. Lấy nguồn âm. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa. Rồi làm dây chờ đi à. Rồi dây chờ quá hết rồi. Sẵn hết rồi. Chờ hết rồi. Chờ sợ chưa? Lúc luôn hàng 2 giây vào luôn. 2 giây luôn, giây đây nữa. Ơ, cái này hàng sai nè. Dây đồng bố á. Nè, giây trắng rồi. Có hàng bắt đầu chơi cho bọn hàng trước rồi. Đây, xong rồi. Cái cây vậy? Hàng ca này chắc ở nhà chắc ít hàng lắm này. Làm nhỏ rồi, làm lớn rồi. Kéo đây. Yêu quá. Học thì ngồi re, cứ nói nhiều. Nhiều. Học thì học, đói đói thì vui vui bên chứ. Tập trung vô làm gì, cứ bị khổ. Tập trung cũng không nhớ đâu, mà không tập trung lại nhớ đấy. Nói như thầy ấy nè, đừng có quan niệm là nó cao siêu lắm. Nghĩ đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Còn nếu nó cao mình nghĩ nó cao, không cao bằng mình. Đúng rồi, mà nếu mà nó cao quá thôi khổ ấy bỏ đi. Ừ. Chào anh Lâm Chí Hùng. Lâu ngày quá anh ơi. Đây, hey, ngoan. Em đang hướng dẫn anh em làm smart cây. Để cho anh em hiểu sâu về smart cây.
Thực ra cái này anh em làm để cho anh em hiểu được cái từng mạch đường đi lướt bước thôi. Kẹp cái lá chuối vào cường ơi. Lá chuối là một gì đâu, mát lắm. Khép cái cái vào. Trong đó có bỏ hàn chứ các em làm. Hải vi kẹp cả. Ui là lắm lại chi. Hơi liều đó. Còn gì đâu nữa. Còn gì nữa đâu mà thương. Hoàng Quân ơi, Hoàng Quân, chân số 8 là vàng xanh lá cấp vào nguồn dương khi mình mở khóa nhá. Xong chưa? Xong chưa anh em, xong chưa? Xong đi. Nhanh nhanh đi ăn đói lắm rồi nè lên. Tầm này nó bóng gà rồi. Hôm này cũng bóng gà luôn, chỗ chọc luôn, chọc mấy ăn quài. Nó lớn nó nặng. Đây này, bây giờ chúng ta là chỉ còn 3 giây thôi, xong hết rồi. Còn 3 giây thôi đúng không? Rồi, lấy dây xanh đen của thằng AB với dây xanh đen của SH câu chung vào một dây một với nhau, đưa ra đưa vào công tắc ID. Anh em hàn cho chắc cú nhất, tớ thấy là hàn nó toàn xúc không ạ. Ôi sao mà nóng dữ vậy? Xong rồi, tai nạn nghề nghiệp rồi. Trời ơi, bỏng bố cái tay rồi. Còn dây còn lại là câu vào mở thêm chìa. Đúng rồi, chính xác. Thằng này giỏi chứ, ngon mà đầy. Chứ giờ làm gì còn thừa, em còn thừa một dây dương sau Bình. Đó. Trước Bình. Đúng rồi, còn thừa một dây dương sau đó trước Bình. Cái dây này chắc là để câu được đi. Được đi. Xong, hoàn thành. Người ta hết rồi mà ông còn câu dư rất nhiều thế sao trời. Tháo dàn áo xe có quyền dư dư ốc nha, chứ còn gắn dây điện mà dư là không được nha. Đúng rồi, chính xác. Còn dây cuối cùng là thêm dây vào công tắc giờ mót xong. SH ạ. Bằng keo bên đấy. AB là dây đen xanh đen em. Anh cởi cho mượn bằng keo. AB là dây xanh đen với lại dây SH của dây xanh đen luôn. Cái thừa này nữa có làm dư không? Dây Yamaha cắt luôn này. Có Yamaha. Cái này. Yamaha không sử dụng. Ơi. Cái dây mà của cái nguồn. Câu vào dây thêm chìa chưa? Thêm chìa. Xanh đen quá. Này dây xanh dây cuối cùng nhá. Là vào với dây cuối cùng. Cho trật tự đi. Mở khẩn cấp. Đổ sọc điên. Đổ sọc điên của SH với dây của đen đỏ, dây đen đỏ của SH là dây cuối cùng á. Đúng rồi, và là vào công tắc thêm chìa. Xong. Rồi. Chuẩn bị test. Rồi, còn dây này thừa cắt bỏ. Ừ, dây này thừa bỏ. Lập lối đi. Tới đi. Nhưng mà chưa có SU. Dây SU 4 qua bên kia. Ờ, bố công tắc thêm chìa.
ơi. Số 4 của AB vô đâu? Số 4 của AB, số 4 của AB. Vô mở khóa khẩn cấp. 1 2 3 4. Số 4 là vô cái dây mở khóa khẩn cấp. À quên, dây thêm chìa. Công tắc thêm chìa. Ở đâu? Kéo đâu vậy? Đâu rồi? Kèm theo dây 18 của SH. Anh nhập dụng em đây. SH. Ủa sao dây số 4 của AB sẽ lại vào và dây 18 của SH này. Rồi sang công tắc thêm chìa. À hốt lộn rồi. Lộn chưa? Lộn rồi, anh vừa nãy anh chỉ lộn. Sao lộn công tắc thêm chìa FPO đây. Vừa nãy anh bảo là dây số xanh đen của thì xanh đen là dây số 4. Nè, xanh đen đây. Rồi. Số 4 này, với này số 18 này, xanh đen là hai dây trụm lại. Đó. Trụm lại là đưa vào công tắc thêm chìa. Công tắc thêm chìa. Rồi công tắc thêm chìa đưa vào nguồn âm nguồn dương. Rồi. Xong rồi. Đấy, xong rồi. Đấy, chỉ lộn rồi, thêm chìa mà chứ không phải là thêm chìa nó đây. Lộn dây nè. Một cộng là đây này là thầy kiếm tiền nha. Đường đích chìa. Đen nâu. Đen nâu là vào thêm chìa. Thầy đến đây. Quán anh ngon này. Đen nâu là thêm chìa đúng không anh? Đây còn lại của SH đây. Cái này gọi là đây là có hai dây. Một cái dây nhẹ thôi, nhẹ thôi. Anh Long rồi đấy, thêm chìa đúng rồi. Là sao? Thì anh đã nói là cái dây nâu đây này, cái dây 15 à dây 15 là lâu của SH này là vô dây thêm chìa này. Dây thêm chìa. Cái này Long rồi đấy. Long trước khi em động nha. Vậy là hai dây kia là vô cái thằng cấp đúng không? Dây vâng. À không. Anh nhầm. Chất trà. Công tắc ID. À đây không, nhầm có cái đoạn này thế này. Cái chân số 4 ấy với lại chân 18 là vào công tắc thêm chìa mà thầy lại cho vào công tắc mở khẩn cấp. Chúng ta chỉ cần đổi sang này, gỡ mối hàn nó đổi sang thôi là xong nhá. Có nghĩa là cái chân số gỡ chì đi chứ gỡ mối hàn cũng được. Ừ, xả mối chì xong là có thằng ID số 4 là số 4 với 18 là vô thêm chìa. Thêm chìa. Vì sao em hỡi? Hàm chắc quá, thật dừng thầy cười. Ủa nhưng mà đúng không? Tức là lẫy giờ thầy nói đúng mà, nhưng mà thầy làm sai thôi chứ còn thầy nói đúng mà. Còn ý là quan trọng là các anh làm theo lời thầy nói là đúng. Còn lẫy giờ thầy thực hành nó sai nè. 4, 18 là do vô thêm chìa. 4 với lại 18 là vô dây công à vô cái công tắc thêm FOB. Vậy là được rồi. Còn thầy hàn sai thôi. Cái dây một keo anh. Còn keo anh. Gì? Thêm chìa. Đây còn keo đấy đen 18 là vô công tắc thêm chìa. Thêm chìa đúng rồi. Em vô ID này. Em cũng vô ID. Cái đó là do các đệ nhìn nên các đệ làm sai thôi chứ còn nó thầy nói đúng rồi. ID là có một dây có ngoài. ID á là một dây thôi, là của SH thôi, còn ngoài ra là không, hai thằng hai con IC kia không xài ID. Bây giờ là cái lỗi cuối cùng của hộp này của em là từ cái tín hiệu em không biết. Là sao? Còn bây giờ là cái nắp to mà hộp nhỏ. Ôi trời. Trời ơi. Ông thật tầm đây này, hộp to đây này. Tay lắm là vậy á. Còn nó nhiều. Vậy ngồi đó nói lại đi. Vậy ông làm sai hết mà. Thôi bây giờ như này này, anh cắt một cái miệng này ra đi. Chịu có cắt miệng thôi. Cắt miệng ra đi không sao đâu. Thầy dây nhiều. Cái dây mở khóa khẩn cấp là dây số 4 với lại quên dây mở khẩn cấp là chỉ có mình thằng ấy thôi, thằng SH thôi, là dây 15. Dây nâu sọc xanh. Ôi trời ơi. Cái quài nha thầy nha. Cái quài này em gắn chắc lắm. Thì em gỡ còi đã.
Rồi xong chưa để test này. Con kêu đâu ta? Rồi, của sản phẩm của thầy Tiến xong rồi nha. Giờ thầy test này xem bị lỗi gì không này. Xem mình đúng không? Thì mình nhầm ta. Đây này anh lấy kéo anh cắt cho miệng nghe này. Lấy kìm cắt. Cho sự mượn cái kẹp đi anh Dương. Đây. Đây. Em cuốn nốt con kẹo này. Chẳng lẽ 10 người mà tối nay không xong được 10 bộ, mai ra ngồi cười chứ. Rồi, bắt đầu test này mọi người ơi. Chúng ta băng keo anh. Ôi giời ơi, má nó đâu, ra đây anh biểu coi. Cho 300 đi ăn phở coi. Rồi, con SH trước này. SH này. Bốc khói. Xong rồi, bốc khói mọi người ơi. Rồi, bước 1, kiểm tra xi nhan. Ôi giời ơi, xi nhan và còi kêu ác quá. Bước 1. Ok, bước 2. Báo động. Thành công nha, một em. Rồi, kiểm tra mở khóa. Nhấn vào núm khóa, đèn báo khóa sáng, chốt từ hoạt động. Ô, chả còi kêu luôn, thành công nhá, mở khóa. Ô, ràng ơi, xe có điện rồi. Ok, tuyệt vời. Rồi, tắt. Rồi, bỏ chìa đi. Rồi, bấm vào cái chế độ thêm chìa thì chúng ta bật lên. Rồi, nhấn vào công tắc một lần thì đèn báo khóa phải sáng là tốt. Anh cầm cửa dây nào? Bây giờ còn muốn dây này. Rồi, cái này có cái gì sai là đèn không chịu sáng rồi. Rồi, bỏ qua. Cái phần thêm chìa có vấn đề. Rồi, sang cái phần mở khẩn cấp. Rồi, nó im luôn. Nghe khét thẻ rồi. Khét cái đầu mày. Chắc là sai chỗ công tắc thôi mọi người. Hay công tắc đều. Hay công tắc đều. Đúng rồi mà, công tắc nguồn này là nguồn dương này. Từ từ chờ Trúc lấy bút thần để thử. Ôi thầy Tín hàn cái gì thì không còn thua rồi. Cái gì không còn thua? Có bị muối hàn đâu mà không còn thua ông nổ. Nhưng mà nhìn trông hơn chả chắc. Công tắc đều quá. Công tắc đều à? Ok kéo. Đây, bút thần đây này, kẹp vào cọc cộng này. Đó. Rồi đưa ra mát này, mát là cái công tắc ID này, là phải có mát này. Rồi mát tốt mà. Mở khóa coi. Mở công tắc này. Rồi tốt mà. Nguồn tốt mà. Không, cái này à. Rồi được mà. Như vậy là chắc là do mình ấn cái chưa ngay hoặc là cái, à khả năng cái remote ở gần đó. Rồi, kiểm tra lại nha mọi người. Tắt. Rồi ok. À, thêm chìa. Bật lên, nhấn đây một phát. Khét ta. Chưa nhận. Bỏ hàng ở đâu? Rồi. Sai chỗ nào ta? Cái này là cái nguồn mát sản là mọt. Ô ràng ô, lại sai chỗ công tắc này. Mình lấy nguồn âm. Đây sai chỗ đây. Lại xả mối hàn ra tiếp thôi. Cái công tắc là lấy mát thì mình cho mát. Trời ơi, sai rồi đây. Rất là dần. Đây sửa lại công tắc này nha. Nguồn trên đổi sang nguồn dưới này. Công tắc Công tắc đây. Cái mỏ hạn đó nhỉ? Đưa thầy xả cái này ra. Đưa mỏ hạn đây. Sửa là sửa hết luôn đấy. Nhưng mà bọn em làm đúng không? Tức là bọn đây này bọn em chỉ cần hiểu này. Cái công tắc ID là cái dây đó là dây ra âm hay dương? Ra âm này. Ừ, ra âm là được rồi. Còn đây của thầy cho ra dương với nhục ý. Thế là thầy sai.
ngay từ ban đầu là đúng rồi đấy, nhưng tại thầy luôn cuống thầy lại sửa lại ẩm lao thầy, chung quy tại các anh ấy, tại tại các anh, tại thầy rốt lên hơn các em. Rồi chuyến này được thật một ngày. ID là ra dương à, ra âm à? Ra âm. ID là ra âm, còn cái mở khẩn cấp là ra dương. Mở cái gì, cái thêm chiền là ra dương. Đây này, làm lại này. Đây, vào cái chế độ thêm chiền này, bật on, nhấn công tắc đèn sáng. Chưa cắm bình. Chưa cắm bình. Cường ơi là Cường. Em cũng không làm nhé, thầy đừng có đổ em. Rồi, ok, thành công. Đó, là cái này sáng là được này nha. Rồi. Rồi, con mở khẩn cấp này, bật lên ID này, rồi đèn này sáng, ok, nháy cái là ok này. Không nháy. Nháy chứ, rồi ok. Đó. Rồi, của thầy thành công á. Rồi, của em đi, kiểm tra của em đi. Rồi, em xong này. Ba bộ luôn mà. Tớ đưa đây chưa xong. Ba bộ mà. Ba bộ mà. Rồi, của Honda, Yamaha này. Cắm vô Yamaha này, rồi nhấn công tắc này. Đó, chốt từ hoạt động nè. Đèn báo khóa sáng. Mở xe có điện, đèn báo khóa nhấp nháy ok. Của ra thành công. Rồi thì kiểm tra xi nhan nữa thôi. Ủa kêu to thế. Ồ thằng ra này nó mạnh nhỉ. Rồi ok. Của Honda, của SH, của ra xong rồi này. Rồi của AB này. Đó AB này. Rồi mở núm. Remote đang ở chế độ khóa. Rồi bấm núm. Ok, đèn báo khóa và sáng, mở khóa, xe có điện. Rồi ok, kiểm tra đề. Ok rồi. Hệ thống đề hoạt động tốt. Ok. Rồi, đó rồi phần còn lại anh em tự test này. Đấy, khéo nó xúc với hàn nha. Của thằng... Rồi bây giờ tác phẩm của anh Mr. Cường nha. Được hay không mới là quan trọng này. Thằng ra đúng không? Thằng ra cắm cho đây. Cốt luôn ra đây. Dương nè. Đúng rồi đó. Rồi, nhấn núm. Nhấn núm. Núm mà, núm là cái này. Rồi ok, trời ơi ngon luôn. Rồi mở khóa, mở on lên. On, đúng rồi. Ok. Rồi tắt khóa. Rồi ok, kiểm tra xi nhan. Ôi giời, ngon luôn. Rồi, một em. Một em, lấy niềm bắt hát đi nhỉ. Bắt hát. Này, chẳng ấy này dư này, kiểm tra đây này. Bệnh viện kia còn nè. Hàng dư này, nên rắc hơi cứng. Rồi, SH. Cái đó là của AB. SH cắm vô. Rồi, ok. Tìm xe từ từ, tìm xe. Ngon luôn. Rồi, nhấn núm. Mở này lên đã, kiểm tra ID trước đi, kiểm tra ID nhấn rồi bật lên đèn sáng, ok rồi tắt. Rồi, khẩn cấp. Nhấn nút nhấn nhúm, nhấn cái thả tay. Ok luôn, rồi tắt luôn. Được rồi, đồ tắt. Rồi. Mở on, mở lock khóa, công tắc đánh thức. Nhấn rồi. Ok, mở khóa. Rồi ok, tắt khóa. Rồi, lượng nữa nhấn núm. Ok. Rồi rút đi xe. Rồi thằng AB xong rồi. Thằng ra đâu rồi? Không, thằng ra xong hết rồi. AB. Rồi AB tốt luôn rồi đó. Thấy vậy tốt rồi đó. Rồi nhấn nút xanh một phát. Nhấn một cái thôi. Nhấn lại. Chào chúc. Rồi ấn nút đề. Rồi bật núm khóa. Rồi nhấn nút đề. Ok kiểm tra đề tốt rồi. Rồi tắt khóa. Rồi kiểm tra thêm chìa. Ok. Ủa? À cái này đèn đang ở chế độ on. Rồi thêm chìa. Rồi ok. Rồi. Rồi tới rồi. Bắt đầu luôn hả? Bắt đầu chưa? Không chưa. Hả? Quấn băng keo kia chưa? Rồi, test của mập này. Cái này... Không kêu lâu, tâm, không kêu tâm.
cái này em phải ở đấy. Phần này là mình không ghép, cái này là không kêu này. Đúng rồi. Cái này á tí nữa em mở ra nha. Em trồng cho anh này vô này. Em trồng cho này, quấn này cho này. Nó xong quấn cái lại để cho nó cứng lại. Được không? Ok. Tết này đó hả? Tết đây. Rồi bước 1 của da nhấn núm khóa. Núm. Ok, vặn núm. Bật on. Ok. Rồi tắt khóa. Rồi kiểm tra xin nha. Rồi ok, của da của em thành công. Ngon chưa? Rồi bây giờ này, em lấy cái này này. Đó, em quấn hết rồi. Rồi, cho một bộ luôn. Mục đích để cho nó căng căng căng. Quấn xong bắt đầu là em lại quấn gọn rồi. Quấn từ trong một cái da, gọn cho anh bài. Nào từng cái một đi, của da xong rồi này, Cường, ấy này, Tâm, làm đi. Tới AB hả? AB. Rồi ok. Vậy là ok rồi. Vặn núm lên thôi, vặn núm luôn. Rồi. Đây này. Đấy là em khóa rồi. Rồi mở khóa. Rồi bấm nút đề. Ok, giữ luôn. Rồi ok, đề tốt rồi. Tắt khóa. Rồi, rồi, ID thêm chìa rồi nhấn vô. Rồi ok. Rồi tắt. Rồi thành công. Nhé hả? Nhẹ nhàng thôi Cường ạ, à. Test làm ngon lành, test rồi ấy, làm nhẹ nhàng ngon, mất công xúc ra lại khổ nữa. Rồi, SH. Cũng làm như vậy thôi. Ừ, tìm xe. Rồi, nhấn núm. Rồi, mở khóa. Rồi, tắt khóa. Rồi, nhấn núm. Nhấn núm. Cứ từ từ thôi, cho thời gian. Rồi, thêm chìa. Bật lên. Nhấn xanh. Rồi ok, tắt. Rồi, khẩn cấp. Rồi, ok, tắt. Rồi thành công. Nói chung ông Danh này là bộ thứ 3 rồi thì cũng cứng lên chút rồi đó. Đã đỡ xíu. Bộ thứ 3 chắc cái con khỉ đấy. Đâu? Sao đây? Thấy không? Kẹo có đâu em không? Băng keo đâu? Sao? Băng keo đúng rồi đấy. Ông nghĩ sao để ông test? Sao này test sao? Rồi. Test sao? Làm sao hỏi test sao? Nó bụng quá. Quang mắt luôn rồi. Rồi, nhấn đúng. Nhưng sao đây còn cái bóng đèn? Đây em cầu tới 8 bóng rồi chứ không phải 7 bóng. Ủa là gì vậy? 6 qua 6 bóng đúng rồi, cầu thêm bóng nữa. Rồi nhấn nút xanh. Ok, bạn núm. Mở núm. Đây, đây là công tác đánh thức. Đây là núm khóa. Rồi nhấn. Sai rồi, ta đây làm từng bước một. Bước một, núm đề. Núm. Rồi. Từng bước từ đề tắt đã. Nhấn phím xanh. Bạn núm khóa. Rồi tắt khóa. Rồi, kiểm tra xi nhan. Thằng da này đơn giản rồi. Rồi, kiểm tra xi nhan. Ok, da xong rồi đó. Này, ông nào chia nhau test đi này. Nào, mình thử ký thời test cho các bạn đi. Chứ mà, ghi địa chỉ xong rồi, trong hộp có gì liên hệ rồi làm nha. Đúng rồi, ông này quay lại cho bá này. Nó chửi thằng đó mà. Ra rồi. Rồi, cũng vậy cũng làm như vậy luôn. Rồi từ từ. Và kiểm tra cái thêm chìa trước đi. Nhấn luôn. Ok. Rồi nhấn vô. Rồi vặn khóa. Mở núm. Rồi ok. Nhấn nút đề, kiểm tra đề. Nhấn đây. Nhấn giữ luôn. Ôi hay quá. Giữ đi. Sao cái này nó trái, cái này nó không trái. Ừ nhấn đi, cái đó chỉ con Tâm biết rồi. Rồi ok. Rồi tắt khóa. Rồi thành công. Đói mà làm thành công là cũng hết đói à? Cái hát làm xong rồi đúng không? Chưa. Chỉ có làm thôi chứ thực tế là... Của hát rồi mà. Chưa. Của da rồi, của thằng AB rồi, em hát. Đây. Đấy. Đấy. Ừ. Ngược lại. Quá không ạ. Động lực không to. Nhấn vô. Chưa giờ.
quá. Để cho động lực đó. Rồi nhìn cho cái nữa. Nhìn cho. Ok, vặn đúng. Rồi tắt khóa. Rồi. Rồi. Thêm chìa. Nhấn nút xanh. Đèn sáng. Ok, tắt khóa. Tắt 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 nút thêm chìa. Tắt. Tắt nút. Rồi, mở nút. Rồi ok. Rồi. Xong. Cái này bán cho nào là về anh hai lúc này nha. Sao vậy? Lạnh quá. Rồi, này thay công tắc khác đi. Tắt làm được rồi. Thay 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 thay. Đừng, đừng làm cho mèo, thay đi. Mình là công ty uy tín mà em. Tôi test không tự thấy chết chóng mặt rồi đấy. Chắc không mà test. Mới lần đầu thử. Chảy banh xác á, đâu mà test. Sao mà làm xấu đấy. Người ta làm đẹp nha anh em. Em không biết em tính quấn cho nó lên nay giờ quấn lên cần quấn này lên nó xấu quá hả à. Quấn lên xấu rồi hãy đi cảm ơn mình cho loại này nó hết cỏ sao chưa đôi chồng đẹp hết gì mà hết ôi giời đại lãi lấy nhầm học to mà to đâu mà to á học mày đến đây này em lấy học to đua luôn thử rồi sao vào ông rồi chưa gắm vô mà trái đèn này đây hết trang một đâu anh làm được một đâu nhưng mà vô lý thì đâu thế nào một miếng nữa là đủ rồi miếng đủ không hộp này không phải cái hộp phải tăng nhuyễn cơ cái hộp rồi còn hộp ở đây đó má ông này lấy trúng ngay cái bảng này bảng to nhất không để mai mua không phải gọi để mai này giờ nó tự trái trực tiếp luôn rồi. Chị á. Đây. Được chưa? Cái nào đây? Một. Nhìn này ra sao rồi? Gặp sự cố gì rồi? Đứt dây ông nội. Ông đã hàn đâu? Cái này cho nó mát. Chưa có. Thiếu dây. Ủa, sao cái này lại thiếu dây nhiều vậy? Rồi thêm lên này ra mát đi. Mát sửa. Vậy mà đi quấn vào cho cố vào. Tết rồi. Bon chen quá vậy. Chưa hề có tết đâu. Quấn chưa? Bóng nổi. Anh Vinh ơi, cái bộ của tôi đừng có làm hư nha. Làm nó hư cái này sao mà lấy ra này? Một thằng phá, một thằng làm rồi đi hỏi. Lấy búa gõ mạnh ra cái. Em kê kê vào cái này, kê kê vào cái miệng hộp á, xong rồi gõ cái. Đủ kê kê rồi, anh bắn cùng xong rồi. Đây, xong. Đúng rồi Hoàng Tưởng ơi, đam mê lên là quên thời gian luôn. Hay quá, thằng nào đấy? Sai đó, sai quy trình đó, sai quy trình đó. Em hát đúng không? Tìm xe, còi tốt rồi. Ok, ok. Rồi. Rồi, đây là mở khẩn, à đây là thêm chìa, mở khóa, bấm đây đèn sẽ sáng. Có con chè bán rồi ok anh ok 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 là okay. Mà vô nhà anh em mình chỉ cần qua đây là cái thải ba nữa thì cái gì cũng được thải tặng một bộ hồ em thải cũng được.
khó ngủ từ nhỏ đến giờ. Đầu. Đến đâu rồi? Dinh. Thằng nào đây? AB. Dây Dương hồi nãy còn Dương okay. Cộng lại nó đó. Vô đánh thức. Vừa nãy anh thức anh chưa đâu? Em kêu Dương cắt đi anh. Làm vậy là dây dây Dương đủ mà dây âm đủ mà dây Dương thiếu. Là tôi một cặp nữa. Chính tỏ là giờ vậy là vậy là làm cũng cắt tiêu rồi Dinh ơi. Vậy là dây Dương và đấu dây Dương chứ không phải là dây âm. Mới nhất bây giờ đâu con này sợ tôi kéo anh trong cái máy này này có cái chức năng như cái mô hình mình đang thấy không? Bộ máy mở tơi nâng cấp bao thầy? Nâng cấp tốn tiền lắm, mấy triệu bạc, nâng cấp tốn tiền mấy triệu bạc. Đấy, đấy, sao bán đi mua máy mới mấy ngày mua bị... thì thầy thâu hết lại cho để thầy gửi về mình quê cho anh em nghèo á. Vậy là tức là anh gấp mấy triệu là phải thêm cái đất này. Là mình là mình không cái gấp không nữa là mình chỉ cần dùng mấy trăm mét thì vậy em vẫn tốn tiền mà vẫn tốn tiền. Ừ, em vẫn tốn tiền vẫn phải tốn tiền rác. Vậy nè đèn cộng rác không là thêm mình chịu rồi. Thiếu tín hiệu của thầy, thiếu tín hiệu vậy thầy. Ừ, cái này được rồi, cái phần này được rồi, mở quá như vậy rồi tắt. Rồi kiểm tra sinh nhan, ok thằng ra thì đơn giản rồi. Thành công, bé thành công, bé vậy thành công. Đó, quấn gọn gàng lại nhanh bé. Tôi sợ nhất công quấn xong là bị bận nặng thêm. Nhồi nó thành phẩm đó, đẹp đẹp này. Đừng vội vàng nghe em. Không phải chết đâu. Tất người mẹ chửi hả? Người mẹ chửi là mẹ chết đó. Mà cũng đói bụng thế nhỉ? Thầy, nó đói à? Vậy mà lấy công kêu ăn rồi. Anh Danh hỗ trợ bọn coi xong chưa? À đưa cái gì nhỉ? Tâm xong chưa? Làm gì lâu à? Được ghé đâu rồi? Cái kìm nó nhờ Vinh. Cái kìm ngỏ nhọn đó. Đây cái này kẹp nữa đi. Thì đó, đây đó. Thôi, còn em hát cả đời mới mua kia xong cắt nó đi thì cái đó keo à. Nó sao đói kinh vậy? Cái gì? Du à gì nghe nói sang lấy vợ hả? Du. Lấy cho mấy đứa lóc á. Lấy để lóc như thầy vậy. Đi chơi hết. Nhớ rồi. Nè lấy cái này nè. Ờ cái đó quay nó giả nó tắt. Phải nói là cái nào mà làm hoàn hảo hoàn chỉnh thôi cái này chỉ làm cái thầy tế đúng không, cái chuyện hiểu không là nó đơn giản hiểu thì khó đó. Nhưng bữa nay nó bị sự cố bộ quá đó bộ của Dư 100 điểm nhé. Kẹp rồi đưa kẹp rồi anh vô cái
chơi dài không quấn bước. Không bắn hết thì không hợp, anh nghĩ mà keo, nó thở xong rồi. Cái này Tết luôn này phải chứ. Đấy, không keo, mà không còn keo. Không còn keo rồi. Chặt cái gì rồi này? Đã làm như xe quần. Cái này kiếm màu rồi à? Quần nó mấy kiếm không anh? Có nào chị xem không? Quần ơi! Nó đang nghe không? Tôi đang nghe. Nó bé kiếm không? Kiếm có gì không bé? Kiếm cái gì không bé? Chị chọc công tác rồi, ông Hàn nhiều có hư rồi. Tôi đã lại cho quần đó. Kiểm tra như thế này thì mình nhờ trước là biết rồi hả? Ừ, biết chứ. Mục đích của cục này là để cái này để kiểm tra ba con này nè. Đó chưa, nó sẽ quần nó đang nghe. Này không được luôn này. Nè. Nè là có gì đâu. Có này ra nhà cho quần đi cho quần ngờ. Hổng nó nghe ở nhà không được mà nhìn. Muốn gì nói hả? Muốn ăn mận với con mua như vậy. Không được. Muốn gì nói. Thường mình tốt là muốn gì nói thì mình nghe. Này đi đâu đây? Ui dây điện, ui nóng. Ui, nóng ra rồi. Sai gì rồi. Sao thế không? Ừ, nóng ra này. Ủa chứ nãy test rồi mà. Thì nó test chưa được á. Đây coi thử mình thương mặt con này. Đầu nãy hai đứa cái gì mình nhẹp nhẹp ở trong đây mình ra được cho đứng xúc dây rồi hả? Ừ? Cái gì mà nẹp nẹp không bao giờ nghĩ cho đừng xúc đâu. Ờ, không biết cái gì nhiều. Lấy cái này này, quấn lại xong rồi xúc lại. Ê, em coi lại đi, coi lại chập chập cái nào đó. Thầy sợ cái này này, em đang cho là mát rồi, lửa là mát này. Em xem lại cái này phần này đi, đây xem lại phần này này, gì mà tới 3 giây này, đó, xem lại chỗ này này. Đó, chỉ có 1 giây mát vào thôi. Đó. Rồi đây là giờ để này đó em quấn hết này giờ đâu biết nào cái nào mát cái nào lửa. Dây này là dây mát. Em quấn hai cái chung này giờ biết làm sao biết. Mổ ra đoạn này ra bây giờ làm sao biết được đâu là mát đâu lửa. Hiểu ý không? Dây đen này là toàn bộ là mát hết. Dây đỏ là lửa hết. Rồi thì mát đây đúng không? Dạ. Rồi vậy đây lửa đúng không? Dạ. Đó này ông câu lộn không nổ mới lạ. Ông đang cho mát và lửa chặn nhau này. Hiểu không? Rồi ạ. Cái dây này là vào ba công tắc. Vào ba cái dây mà nhấn nhả đó, tìm bao nhiêu nhấn nhả nằm đâu rồi. Thấy không? Chưa gì cuốn hết. Giờ thì biết ba dây nhấn nhả nằm đâu chết liền luôn đó. Hoang tưởng nó đang kêu mùi khét ra tận ngoài kia rồi nhỉ. Tìm ba dây nhấn nhả đi, sai chỗ nào đó. Giờ em tìm vậy sao ra? Em tìm ở từ trong thằng này đi ra này, là giờ ba dây nhấn nhả ra dây nào này mới căng này. Tự dưng đi lửa chạm mát ông này. Chán quá. Đấy. Mua mở quá. AB mà AH mà. AH biết được ba dây nào chết liền. Để đâu. Đây. Ba nút mà ba dây nhấn nhả sao lại chỉ có hai dây này? Ồ. Đây là ba dây nhấn nhả này. À từ từ đây xin nhan. Rồi. Đây này. Đó, dây này đi đâu đây? Cái này. Rồi. Đây đây đây, ông lại câu lộn chỗ này đây, nhìn này. Xả này ra. Đây. Đó, đây này, cắt này ra. Khổ ghê. Rồi, nối vào. Thôi được, báo động bỏ qua đi được rồi, vậy được rồi. Đúng không nào? Rồi. Cái hát này. Cái gì?
ra hết rồi. Em test rồi nó lại như được đó. Quấn chưa? Quấn rồi. Đây để ngắn. Mà sao cái này người ta không làm xấu, người ta bắn đại ốc ở trên cũng được chứ. Chi đó đi nhổ căn hai rồi không ra đâu. Qua rồi. Đâu không thêm một chìa à rồi. Chín người phải qua bộ ăn. Bộ em rồi. Bộ em xong rồi bạn bắt uống kem. Bộ vừa uống xong rồi. Tại thầy thôi. Nó nạp đồ nè, nó cờ. Một ngày mai chạy xuống trên đại ơi. Một thằng cũng là một này đâu. Hả? Lết keo nha. Lết bao keo hả? Không còn miếng bao keo nào. Không còn để mai đi. Đóng đó thì chúng ta là có keo là sao? Đổ con mắt nha em. Đổ ok. Bắt vô thôi. Bắt bộ đốc rồi. Bắt bộ đốc rồi, đánh bên được đó. Rồi xong chưa? Rồi còn quá đâu, còn quá đâu. Thôi ngủ đi anh em ơi, ngủ nha, buồn ngủ rồi.